bạn mình là Hoàng Long hát. Để mình nói lại. Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Hoàng Long hát đây đây. Hôm nay chúng ta sẽ nói về uống nước lam chứ thực nghiệm một thanh lam. Đây là phòng mình. Đấy, quần áo còn để nguyên đi kìa. Nhà vệ sinh. Đây có một cái lá. Mình để cả nhà của mình đây. Cái này cho nó đi. Ôi này. Đây. Hết rồi. Hết rồi. Bạn hiểu hết rồi này. Không một tí nào luôn. Rửa sạch, uống hết nước lại. Tại bây giờ vệ sinh nhá, dính răng rồi xong. Giờ ung thư gan nữa. Bây giờ mình còn nói mình muốn ở đây cặp sách đi học chính khóa. Để cặp sách mình học theo chính khóa nhá. Còn đây là cặp sách đi học tên nhà cô. Nhà cô ngay. Vâng, không có gì mà sách nữa. Đây là cái video đầu trước mình đã review các bạn. Sau này mua nó phân được, không nhớ. Đấy, bình luận comment bên dưới á. Đây là phòng các bạn. Không có gì. Đây mình có tổng cả đôi 4 đến 5 cuốn sách. Quyển này là quyển Gravity Falls 3. Nhân 3 nhá, mua trên sen đỏ. Nó chỉ là in thôi. Đây là mấy con robot chủ nhân ngày xưa mình mua ở chơi mà. Đây là quyển trung nguyên này, trung nguyên trước tặng mình quyển khuyến học. Và đây là quyển trước mình vừa mới mang về nhà cũ. Vì đây là nhà mới, không phải nhà cũ đâu. Vì trước nhà cũ là mình lấy ra xóa rồi. Thì đây là quyển Pokemon đặc biệt tập 53, chứ không chỉ tập 54 không thấy đâu. Đây là cả một tập truyện đại khủng bố nghĩa đầu tư. Và Doraemon đặc biệt. Quyển này bán ở Hoàng Hà đã đắt, khá đắt, tốn bao nhiêu tiền mua. Đây quyển xin vừa mới mua được có vài hôm. Có cái hôm mà mình cậu mình đỗ đại học ấy, đỗ của mình thi đỗ ấy, mình chẳng biết đỗ gì đâu, cậu ruột ấy. Thì đây mình đang đi qua thì đi coi hiệu sách nhà mình bên sông. Đây bên sông mà ở đây nhà mình bên sông mà rất tối. Đây là cuốn sách này có giá 16.000 đồng mua Hoàng Hà. Đây là tập này cả tập mấy mua Hoàng Hà trừ cái cho L3 nhá. Đây mua anh Kỳ này, mua anh Kỳ. Đây Pokemon mà chủ yếu là đối tinh tinh thư bạn gái không muốn vứt mạnh ra không sẽ vứt lại nhà thư bạn gái này bài học không phải được. Đây là thứ hai, vì thứ hai có thể dục nên mình tiện tay mang sang bên nhà mới luôn để đỡ sang nhà cũ lấy. Kia túi đồ chơi của mình, túi đồ chơi bởi vì mình có lớp 7 mà. Lớp 7 mà. Đây, Charmander. Charmander. Thôi mình nói gì đâu. Phòng mình cũng không có gì nhiều đấy, tủ áo. Tủ áo của mình, thằng em đây, tủ thằng em. Đây, chỗ thằng em này. Có con GDO thế này. Mua anh Kỳ Hòa Bình ý. Còn đây là tủ quần áo của em mình. Không gì nhiều đâu, không có gì nhiều lắm. Tủ quần áo mình nó hơi lộn xộn này, rất lộn xộn. Đây. Mình không cho, chưa cho quần áo hết. Không cả. Điều hòa đến 26 độ. Phòng to lên không zoom to lên được ấy. À zoom to rồi này. 26 độ nhá. Bạn nào nhìn ra rồi. Đây là cái quạt. Không gì nhớ đâu. Đây. Mình cũng không dám lộ mặt đâu. Tại vì chưa chắc các bạn thích mặt của mình. Rồi. Chào tạm biệt. Nhớ like, share, subscribe cho kênh Hoàng Long HD nha. Tạm biệt nhé.